Xin chào các bạn, hôm nay mình đang có họp của chiếc Asus ZenFone 4 Max Pro sau một thời gian chờ đợi rất là lâu. Và hôm nay thì mình sẽ đọc họp cho các bạn xem. Không đọc thì thôi, mỗi lần đọc thì mình sẽ đọc một lần hai cái luôn cho chất. Họp mình thấy rất là trẻ trung và cũng như là đẹp với cái tông màu xanh rất là nhã nhặn như thế này. Ở trên này là dòng chữ ZenFone 4 Max nè, được làm theo một cái màu cam khá là nổi bật. Và đây là hình ảnh của chiếc máy, hai camera luôn, rất là đẹp. Cộng camera kép luôn. Ở phía dưới này nữa thì chúng ta sẽ có cái tem gọi là Pro Edition. Còn ở bên cạnh phải này thì chúng ta sẽ có dòng chữ là We Love Photo, rất là đẹp, nhỏ nhắn. Rồi bây giờ thì sẽ mở hộp ra luôn. Từ từ. Đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là We Love Photo nữa. Bên trong sẽ có cái gì đây? Bên trong này là cái gì đây? Ở đây chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, nhỏ gọn thôi. Rồi. Năm nay thì Asus tặng kèm luôn cho quý vị và các bạn cái này là cái ốp. Đây chính là cái ốp lưng được làm trong suốt luôn, rất là dẻo mềm. Rồi ngoài ra quên cái miếng giấy này của chúng ta sẽ có thêm một cái cây để các bạn có thể lấy sim nữa. Đó, cây lấy sim để trong này luôn. Rồi chúng ta sẽ có chiếc máy này, Asus ZenFone 4 Max Pro. Cái phiên bản mình có là cái màu đen, để vào bên chút xíu thì sẽ nói sao, còn nguyên siêu luôn. Bên trong này nữa, tiếp nói thì chúng ta sẽ có cục sạc được làm rất là to và có màu trắng, và nó sẽ cho đầu ra là 5V và cũng như là 2A. Đây là cáp micro USB, không phải là USB Type-C, khá là buồn. Ở đây mình sẽ có thêm cái adapter TG để cho các bạn có thể sạc sang những cái thiết bị khác. Rồi, nhìn cơ bản bên trong hộp của chiếc Asus ZenFone 4 Max Pro này thì nó cũng chỉ có bao nhiêu mà thôi. Do hai chiếc hộp nhưng mà mở ra thì nó cũng như nhau, nên là mình chỉ mở một chiếc demo cho các bạn thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bóc siêu cái chiếc Asus ZenFone 4 Max Pro này của mình ra. Ok. Đó. Cảm giác đầu tiên khi mình cầm cái chiếc máy này trên tay phải nói khá là chắc chắn và cũng như là nó đồng tay. Tại vì với chiếc máy này dung lượng pin của nó là đến 5000mAh, nên là nặng hơn so với những cái phiên bản khác. Và máy thì vẫn sử dụng một cái ngôn ngữ thiết kế nguyên khối rất là quen thuộc của Asus. Mình cảm giác cầm nắm thì cũng rất là dễ chịu, do bốn góc của máy thì cũng được làm cong nhẹ như thế này. Và cái phần mặt lưng của nó cũng được làm cong khá là đều, nên là cầm nó rất là ôm tay và thoải mái. Mở máy lên thì ở mặt trước này thì chúng ta sẽ có cái màn hình có kích thước là 5.5 inch, nhưng mà độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD mà thôi, với công nghệ là IPS. Nhìn chung thì màn hình này nó vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu của bạn khi mà xem phim, lướt web. Nhưng mà theo cảm giác của mình thì cái màn hình này nó không thực sự quá xuất sắc, nhưng mà các bạn cũng yên tâm khi mà nhìn vào không có hiện tượng bị rỗ gì đâu, nhìn cũng khá là ổn. Ở phía trên này nữa thì chúng ta sẽ có loa thoại cảm biến, camera trước có độ phân giải cực khủng lên đến 16 megapixel, còn bonus cho các bạn thêm một cái đèn flash nữa giúp cho các bạn có thể selfie trong điều kiện thiếu sáng sẽ tốt hơn này. Ở phía dưới này vẫn là một ba cổ phím home, phím back và cũng như là phím đa nhiệm, nó được đặt nằm bên ngoài của màn hình. Cái phím back và cũng như là đa nhiệm này thì nó sẽ không có đèn nền cho các bạn, và cái phím home này thì là dạng phím home cảm ứng chứ không phải là phím home vật lý, và nó tích hợp luôn cả cảm biến vân tay một chạm, mình chạm vào mở khóa rất là nhanh. Và trên màn hình của chiếc Asus ZenFone 4 Max Pro này thì cũng được trang bị cái lớp kính cong 2.5D, nên là cho mình một cái cảm giác vuốt chạm và cũng như là sử dụng đều rất là thoải mái, tuyệt vời. Ở mặt sau này được xem như là một cái điểm nhấn khá là nổi bật trên chiếc Asus ZenFone 4 Max Pro năm nay, đó chính là cái cụm camera kép. Trong đó thì chúng ta sẽ có một ống có độ phân giải là 16MP, có khẩu độ f2.0 và tiêu cự là 25mm. Cái ống kế bên này sẽ có độ phân giải chỉ dừng lại mức 5MP mà thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ cho cái góc chụp rộng hơn lên đến 120 độ. Cái bên này nữa thì chúng ta sẽ có đèn flash để giúp các bạn có thể chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn. Rồi logo cái Asus thì được in chìm như thế này. Phần mặt lưng của máy thì các bạn thấy mình cầm một chút xíu thôi thì nó bám mồ hôi và cũng như là dấu vân tay khá là nhiều, nên là các bạn sử dụng kỹ một chút xíu hoặc là sử dụng ốp lưng thì sẽ tuyệt vời hơn. Ở phía trên phía dưới vẫn là hai cái miếng nhựa để có thể giúp máy bắt sóng tốt hơn, nhưng mà nó cũng được làm đồng màu và nhìn nó giả kim loại cũng rất là tốt. Trên đỉnh của máy nữa thì chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5 và cũng như là mic này. Ở phía dưới này vẫn là vị trí của cổng sạc micro USB. Bên cạnh phải vẫn là vị trí của phím nguồn và cũng như là phím tăng giảm lượng, vẫn giữ được một cái nét rất là truyền thống của nhà Asus. Đó là nó làm những cái họa tiết vân tròn đồng tâm, nhìn rất là đẹp và cũng như là tinh tế. Còn bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có cái khay để các bạn có thể cắm sim và để nhớ. Với chiếc Asus ZenFone 4 Max Pro này thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn hai sim và cũng như là một thẻ nhớ.
rất là tuyệt vời. Về cấu hình thì thật sự đây không phải là điểm mạnh của chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro khi mà nó sở hữu con chip Qualcomm Snapdragon 430. Chúng ta sẽ có 3GB RAM và bộ nhớ trong là 32GB. Thực chất nó đã được ưu ái hơn rất là nhiều so với những thị trường khác trên thế giới. Tại vì với những thị trường khác thì Asus trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 425 trên con máy này mà thôi. Trừ Việt Nam và cũng như là Ấn Độ thì được ưu ái hơn một chút xíu. Hiện tại thì cái chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro này của mình đã được chạy trên cái nền tảng là Android 7.1.1 và nó được tùy biến lại theo cái giao diện Zen UI đặc trưng của Asus. Thì với giao diện này thì mình thấy là nó đã được cải tiến lên khá là nhiều bằng những cái hiệu ứng chuyển cảnh này, hoặc là cái tốc độ mở những cái ứng dụng khi mình chạm vào thì nó khá là nhanh và cũng như là mượt mà. Ngoài ra thì cũng có một số cái tính năng vui vẻ như là các bạn có thể chạm hai lần để mở sáng màn hình, hoặc là các bạn có thể vẽ những cái ký tự lên màn hình nó đang tắt để chúng ta mở nhanh những ứng dụng như là mình vẽ chữ S thì nó sẽ mở nhanh camera để cho các bạn có thể chụp ảnh luôn. Đó, như thế này. Hay là các bạn có thể chạm hai lần vào nút home để có thể là thu nhỏ màn hình và các bạn có thể sử dụng ở chế độ một tay như thế này cũng rất là tiện lợi. Với Zenfone 4 Max Pro thì đây được xem như là cái dòng smartphone pin trâu thế hệ thứ tư từ Asus, nên là cái chiếc máy này sẽ được trang bị viên pin cực khủng lên đến 5000 mAh, giúp cho các bạn có được một cái thời lượng sử dụng phải nói rất là dài. Mình nghĩ là chắc là tầm khoảng 2 ngày thì cũng không vấn đề gì. Chúng ta hoàn toàn có thể sạc cho những chiếc smartphone khác qua cái adapter OTG mà Asus đã trang bị cho các bạn ngay trong hộp này luôn. Và khi mà các bạn sạc cho những thiết bị khác như là ở đây có chiếc smartphone của mình qua cái chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro này thì cái tốc độ sạc của nó thì sẽ nhanh hơn gấp 2 lần so với các bạn sạc qua cổng USB trên laptop hay là máy tính. Với thế mạnh của dòng Max là pin trâu, nhưng mà năm nay Asus đã bổ sung thêm cái cụm camera kép ở phía sau này nữa, thì kiểu giống như là hở một thêm cánh, nên là mình sẽ test cái camera sau của máy. Thì đây mình sẽ để vào đây. Đây là cái phần giao diện camera của chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro. Thì năm nay mình thấy là nó đã được thay đổi, nhìn nó đơn giản hơn và đẹp hơn. Chúng ta vuốt qua thì sẽ có những cái bộ lọc màu khác nhau. Đó, vuốt qua trái thì sẽ có những cái chế độ chụp ảnh, ví dụ như là đây. Chúng ta sẽ được chụp làm đẹp này, siêu độ phân giải này, toàn cảnh, chụp ảnh pro chuyên nghiệp đấy. Bây giờ mình sẽ thử chế độ chụp góc thường cũng như là góc rộng trên chiếc máy này. Đầu tiên đây là góc thường này, các bạn chụp một cái. Đó. Đây là cái biểu tượng hình ngọn núi này, các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ cho ra một cái góc rộng hơn rất nhiều, cực kỳ rộng luôn các bạn. Đó. Và tốc độ chụp cũng rất là nhanh. Đây, hình ảnh giữa góc chụp rộng, còn đây là góc chụp bình thường. Đó. Đây là cái chế độ chụp chuyên nghiệp trên Asus Zenfone 4 Max Pro, thì sẽ có rất là nhiều những thông số để cho các bạn có thể vọc vạch, như là chúng ta có thể chỉnh lấy nét nè. Đó, và cái giao diện của nó thì cũng rất là đơn giản để cho các bạn có thể sử dụng ánh sáng này, ISO, EV và cũng như là white balance, có rất là nhiều thông số. Nhìn chung lại thì với 4,9 triệu đồng cho cái chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro này thì chúng ta sẽ có những cái ưu nhược điểm gì cho chiếc máy? Đầu tiên là về ưu điểm thì máy sở hữu một cái thiết kế rất đẹp, chắc chắn, cho cảm giác cầm nắm rất là thoải mái. Thêm vào đó nữa thì máy sở hữu cái cụm camera kép này cho các bạn có thể chụp ảnh nó đẹp hơn, và đặc biệt thì khi mà các bạn đi du lịch thì chụp phong cảnh thì nó sẽ lấy được cái góc rộng hơn rất là nhiều. Và cái chiếc máy này của chúng ta thì nó cũng sẽ được nhấn mạnh về cái pin dung lượng lên đến 5000 mAh, cho các bạn có được một cái thời gian sử dụng nó lâu hơn. Đồng thời thì các bạn cũng có thể sạc cho những cái thiết bị khác. Còn về nhược điểm thì trên cái chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro này, thật sự máy sở hữu cấu hình không quá mạnh nhưng mình nghĩ thì nó cũng sẽ đủ dùng. Thêm vào đó nữa thì sở hữu cái màn hình có kích thước là 5.5 inch, độ phân giải gì là ánh khắc đều mà thôi, thì cái màn hình này nó thật sự không quá xuất sắc nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Và cuối cùng thì mình nghĩ là do cái chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro này nếu được trang bị cổng USB Type-C thì sẽ ngon hơn cái cổng headphone USB này. Và hiện tại nếu mà các bạn nào mà chúng ta đặt hàng cái chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro này đến hết ngày 14 tháng 9 thì sẽ nhận được bộ quà tặng đến từ Asus trị giá là 1,5 triệu đồng. Thêm vào đó nữa thì nếu mà các bạn đặt ở Hnam Mobile thì sẽ được tặng thêm phần quà của Hnam là đến 800.000 đồng, thì tổng cộng cái bộ quà tặng này thì tầm khoảng là 2,3 triệu. Thì mình nghĩ cái bộ quà tặng này cũng rất là giá trị so với chiếc máy này của chúng ta nữa. Và theo các bạn thì với mức giá tầm khoảng 4,9 triệu đồng, các bạn có lựa chọn chiếc Asus Zenfone 4 Max Pro này hay không, hay là một sản phẩm nào khác tốt hơn và các bạn thấy ngon hơn nhiều, thì xin mời các bạn để lại comment bên dưới video. Mình là Trọng Lê, nếu các bạn thấy video này hay có thể like, share và cũng như là subscribe kênh YouTube của H Channel. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.